Đấy, vâng anh em nhá. Để tiếp tục ở trên triển lãm Bắc Linh thì ở cuốn video này thì Yên Bonsai quay cho anh em là những cái dàn mini, một người B và hai người B anh em nhé. Đấy. Cây nào đẹp nhìn cây nào cũng muốn bê về nhưng mỗi tội không có tiền. Đấy, đầu đây là một cái cây si. Cái này một người B lẵng nhỉ. À, đây là chủ cây là anh Nguyễn Văn Tuấn ở Bình Định Nương Tài. Cây si bonsai không đặt tên. Đấy, số điện thoại đây anh em nhé. Đây, một cái si đây là một cái si búp hồng anh em nhé. Cây này thì chủ nhân đang đứng cạnh nhưng chủ nhân ngại lên sóng, đang hỏi giá giao lưu nhưng cây là chưa giao lưu. Số điện thoại rồi anh em thích thì anh em có thể alo trực tiếp cũng được. Đấy. Cây này tổng chiều cao chắc khoảng tầm 40 20 này, 40 này. Đấy. Đấy, một cái tác phẩm si bonsai không có tên. Đấy. Cây này thì cũng chưa được già cây lắm anh em nhé. Tiếp theo bên đây là một cái tác phẩm xanh này. Nhiều cây lắm anh em, mình quay lần lượt. Bên kia tôi ngó đi có một cái tác phẩm lộc vừng rất đẹp này. Cái cây này thì dăm bông là hoàn hoàn thiện hết rồi anh em nhé. Đấy. Một cái chậu cổ rất đẹp. Cái này đây nó vướng nên mình chỉ quay được một bên thôi anh em nhé. Đấy. Tổng thể cao cũng khoảng tầm 40 mấy 50 thôi. Đấy. Cái này dăm thì hoàn thiện hết rồi anh em nhé. Đấy. Chỉ việc chơi thôi. Là cái tay này không biết là chủ nhân đang nuôi là đang có ý định nuôi để làm gì hay tạo sẹo đây. Đấy, đã một cái tay trống lên này. Tiếp theo đây là một cái tác phẩm chuối. À đâu, đây là cái cây mai chú thủy anh em nhé. Đây, để bên kia bàn không có lối đi, đáng lẽ phải để lối đi sang nhỉ. Cái này chắc cao khoảng là 40. Đấy. Cây cũng rất là già rồi. Hôm nay một lúc quay nhiều video quá à, nói hơi mỏi mồm các bác nhé. Nói liên tục ba cái video liền cái là đói ngay. Anh, nhiều lúc không nói được cứ quay anh em ngắm thông cảm nhé. Cây già này, tinh cây già. Tiếp theo đây là một cây đa. Một cây đa. Cây đa này là của cây đa trực của anh Dương Đình Văn Thuận Thành. Đấy, số điện thoại đây anh em nhé. Đây này, triển lãm này phải cho nửa tháng nhỉ. Triển lãm mở có 2-3 ngày nhỉ. Để nó hơi thấp, hơi ngắn để anh em đến ngắm. Đây mới chuẩn là si tai chuột này nhỉ. Lá bé si ra chuột lúc nào cái cây kiểu như là nó chỉ là cây gân đấy nhỉ, mà thân nó không to à. Một cây si tai chuột anh em nhá. Và đây là đặt hàng bé này. Đây là dãy này là dãy bonsai bé. Đây cây này búp búp đỏ anh em nhá. Si tai chuột búp đỏ. Chị đủ chơi luôn. Chị máu trên cây lắm. Ô cây si này. Trong chị chắc cũng máu nhỉ. Nói chung là cây si này này, cây si này đẹp này. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Ai cơ? Cây đấy qua ai đấy? Đây này, cây này này, cây này cũng đẹp này. Cây đấy mới cây này cũng đẹp nhỉ. Đây là một cây si anh em này, đây này. Đây mới chính xác, đây đây mới là cái chậu cổ à. Cái gạch này kiểu như gạch ngày xưa này nhỉ. Thành nhà chứ từ ấy. Ừ đấy, ngày xưa đấy.
Có tiền là bốc về chơi dần dần là đẹp rồi. Chiều cao con này cao khoảng 40 này. Này dẫn cả vợ lên à? Đấy, từ đầu dễ ác nhỉ, vẫn tinh cây đẹp. Cây già lắm anh em ạ. Vừa rồi thấy anh em nói cái kia báo giá 150 triệu rồi. Chắc cái đầm đèn đây thì tôi sẽ quay dần dần. Cây này rất là già nhé. Giờ chơi những cái đồ bé này hay hơn. Đồ to như lúc cậu kéo mệt á. Kia vừa bảo là cây kia 150 triệu á. Của đại ca nào mà màu. Hả? Chứ bây giờ cậu mắt chết dở. Đấy. Già nhỉ, lịt hết cây nhỉ. Cái xi này cũng già nhỉ. Cây đẳng cấp. Đấy, tôi bắt đầu tôi lại quay từ đây, quay ngược quay lại. Đấy. Cây đà cũng dã man nhỉ. Con nhìn có vỗ đây. Đây vừa mình nghe phong phanh là cây xanh dáng làng này của anh Nguyễn Như Đức Tân Hồng Từ Sơn, số điện thoại đây. Cái này vừa mình nghe thấy báo giá 150 triệu cái này này. Răm dày nhỉ. Kéo răm với già hóa thành 150 triệu. Dạ. Của em bây giờ nay Facebook cứ ấy xong phát khóa đích luôn. Đây cái, là một trong những cái tác phẩm của mình rất là ưng ý này. Xanh dáng làng. Mua luôn chị. Mua luôn. Mua luôn. Cái đà bé nhỉ. Để tôi sẽ quay sang bên mặt bên này. Bàn này đáng lẽ phải để cái nối đi để tôi quay sang. Đây cuối cùng là em đang quay chị chẳng quay em. Quay cây nhìn ác nhỉ. Rất là đẹp luôn. Sao sắc. Chủ nhân báo giá 150 triệu. Đấy, đẹp thật. Dăm này tầm 5 năm nữa dăm này nó già lẫn ngọn kinh. Chơi khung này cũng đẹp em nhỉ. Không chơi cây bây giờ chơi cây gì, đa số toàn chơi dăm không chứ còn cần gì chơi lá nữa chị. Thực ra người ta chơi sâu thì người ta mới chơi. Thế một cây mẫu đơn mà nó cây mẫu đơn mà già dăm nó như này thế nào nhỉ? Chắc nó phải nhiều trăm. Cái này 150 đây à? Sáng báo rồi à? 150 triệu cái này. Dăm dăm ác. Cái xi này tầm khoảng bao tiền? Đưa, của chúng nào cái này. Đây cái xi đây. Đây các bác nhé, cái số điện thoại cái xi này. Không đáng nghĩa là bà phải đến và đón bởi vì tôi không liên lạc ở đâu. Toàn đầu số 09 tư quý của Tam Hoa này cả lăng căng. Đây anh em nhé. Đây là xi bút đỏ. Đây xi dây chiếc kiểu bút hồng nói. Đâu à? Kìa. Cái đấy em cũng thích. Cái xi đẹp đẹp này. Đây là mặt bên anh em nhé. Tôi không bảo được cái Giang thì vào phải tự lo chứ nếu tôi bảo thì bảo tự sáng. Đây là không đi kịp giờ thì bộ tứ này chắc là của một chủ nhân hay sao nhỉ? Đúng không? Toàn chủ nhân hết. Đây từ đây này, từ đây luôn. Đây là 1 2 3 4 5 6 cây này là của một chủ nhân anh em nhé. Đấy. Của anh Dương Đình Văn ở Thuận Thành. Đấy. Đấy anh em ạ. Cái này mà ở nhà mà có một dàn này nhỉ hàng nhỉ. Sáng điện này. Đấy thì khả năng là mình quay nốt một cái video bonsai mini này. Mai mình nên mình quay mấy cây to, hôm nay quay hơi mỏi quay. Đâu đây là chỉ trong tỉnh thôi chị. Trong tỉnh thôi. Đây là của một chủ nhân hết anh em nhé. Sở hữu bộ 6 cây này. Đó, đây. Anh Hòa xem đây có phải là của anh ấy luôn không? Không, dự văn thời khác. Mấy cây đấy không? 6 cây.
một cái cây. Đấy, thì cuối cùng vẫn là cây này, còn mấy cái kia không biết bao tiền, nhưng cây này chủ nhân báo giá 150 triệu. Dằm cực dày, xem phê phè. Đấy, đây là một cái tác phẩm đa anh em nhé. Một cái tác phẩm đa mini nặng với bẻ. Đây một tác phẩm đa của Dương Văn Thời. Số điện thoại đây anh em nhé. Làm cái kỹ mà lâu lắm. Đây. Đây cuối cùng là mình video này hàng mini mình sẽ quay một cái xanh này. Bên đây tôi thấy có một cái cây rành rành. Cây rành rành của anh Đặng Văn Hải, Trừng Xá Lương Tài. Đây số điện thoại anh em nhé. Theo chia sẻ của anh em là anh Hải anh sợ mất cây anh không cho quay. Qua chụp bên ngoài đẹp đấy nhỉ. Cái này hôm qua anh ấy bảo mình mới lấy 25 triệu. Một cây rành rành. Già nhỉ. Cây chú quả cũng già, cây chú quả cũng già, răm cũng già hơn cây này. Cây không quay ấy. Nhưng mà bệ của nó thì không đẹp bằng con này. Con này vẫn gọi cũng già, chưa già con đấy. Con đấy già, nó lấy cái lanh canh canh cách. Cây dành anh em nhé. Đây là một cây gì đây ta? Đây là một cây cây du. À, lần đầu tiên mình nhìn thấy một cây du mini ấy. Vừa rồi có một số anh em hỏi cây du, mình không biết cây du là cây gì luôn. Đây hôm nay thấy một cây du này. Nào, tay lắc rất hài hòa, rất đẹp. Đây chủ nhân anh Trần Văn Vi, Ngọc Xá, Quế Võ. Số điện thoại đây anh em nhé. Đấy. Tiếp theo là một cái tác phẩm lộc vừng và rành rành anh em ạ. Cây rành rành này cũng già. Đây là một tác phẩm lộc vừng của Nguyễn Trần Dũng, Trần Khê. Số điện thoại đấy anh em nhé. Cây này già lắm rồi này. Đấy. Anh em đam mê lộc vừng thì liên hệ ngay nhé. Đây là trên đá thấm thủy anh em nhé. Thảo nước rồi. Cây già. Lộc vừng này lá đỏ nhỉ. Cây này chiều cao của nó chắc chỉ khoảng tầm 40. Ngang chắc khoảng tầm 45. Triển lãm này thì năm nay chỉ mở trong tỉnh anh em nhé, không mời khách ngoài, chắc là khoảng được 3 ngày, từ ngày 21 đến hết ngày 23 thì chiều mai là trả cây rồi. Đấy, tranh thủ quay cho anh em xem. Bên đây là một cái cây rành rành. Tinh cây đẹp thôi. À, tại ca Hải này lấy hai cây rành rành cơ. Cây lại theo mình hôm qua hôm kia anh mới lấy đôi rành rành này. Trừng Xá Lương Tài. Đây là một người anh chơi cây cảnh ở huyện bên mình. Cây này già này các bạn này. Kinh điển nhỉ. Nhìn phê. Cây này không biết bao tiền. Mai mình hỏi giá xem bao tiền hợp lý thì mình mua cây này về mình chơi. Cái củ anh em này. Đây. Giá thể hiện cái đây là vàng đồng này, cây này giá hơn cái kia nhiều này. Lấp hết sẹo như này mà. Nhăn xù xì hết rồi.
Đây là cái bàn này, dãy bàn này là kê sát qua không đi sang bên kia được các bạn nhé. Đấy là mình quay được một mặt, hai mặt như nhau. Đấy. Dạ dạ. Vâng vâng, đây em 5 phút nữa chị ơi. Đấy. Bên đây tiếp theo là một cái tác phẩm mà còn rất nhiều tác phẩm đẹp, mình sẽ tìm những cái tác phẩm mà đây. Bên đây là tôi thấy có một cái tác phẩm ở ngoài xa. Đây là một tác phẩm mà Dối à. Đấy. Đây là một tác phẩm Dối nhá, Dương Đình Văn. Đấy à, cùng đây là cây của anh Dương Đình Văn mà cùng với 6 cái cây xanh kia kìa các bạn nhé. 6 cây xanh mini lúc mình quay đầu gần đầu video đấy. À video trước các bạn. Dã man các bạn ơi, nhìn những bộ răm phê phè. Tươi tươi. Tại mặt này đây, hai mặt như nhau. Đây anh em nhé. Một cái cây gọi là cực phẩm, Dối cực phẩm luôn anh em nhé. Dăm dã man. Những hàng này giờ chỉ chơi dăm thôi anh em ạ. Đấy. Đấy, thì cây Dối này cũng là cây cuối cùng để mình kết thúc video này nhé. Thì giờ mình xin phép là kết thúc video để mình đi ăn trưa. Đấy, các bác ăn xong về hết rồi. Vẫn mải mê quay cây để cho anh em ngắm. Thì anh em mình yêu quý thì để lại cho Yên Bonsai một like, một đăng ký kênh nhé. Thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Một cái tác phẩm Dối.